Chào mọi người, hôm nay mình hướng dẫn mọi người sử dụng máy hút đá chạy pin. Ngoài sử dụng bằng pin ra, nó có thể sử dụng nguồn điện 12V để cấp cho cái máy này để nó hoạt động. Giờ mình khui hộp ra cho mọi người xem luôn. Cái bộ phận chính của cái máy hút đá chạy pin đây, nó có hướng dẫn là mình sử dụng hai cục pin đại lắp nối tiếp nhau để cho nó hoạt động. Ngoài ra cái máy này nó có một cái nguồn chỉ có 3V thôi chứ không phải là 12V nữa đó. Nguồn 3V các bạn có thể cắm điện trực tiếp vào nguồn 220 của nhà mình đó, nó tự chuyển sang thành cái 3V để cấp điện hoạt động cho cái máy này. Máy này thì nó có bao nhiêu đây phụ kiện thôi. Ok, giờ mình bắt đầu lắp ráp lại cho các bạn xem nha. Thì ở đây ngoài thân máy ra nó còn có những cái ống nhựa dài, tùy theo cái kích thước hồ của mình sẽ sử dụng những loại thích hợp cho cái hồ của mình. Trước khi bạn sử dụng lắp ráp bạn chịu khó tháo mấy cái ống này ra nha. Giờ các bạn để ý sẽ thấy có một cái câu miếng cao su đen này, thì mục đích chính của miếng cao su đen này đó, nó giúp cho mình rút nước lên á, đẩy nước ra, nó xong sẽ hình chung là nó sẽ làm kín hơi, giúp cho cái máy của mình nó hoạt động sẽ dễ dàng hơn. Ok, giờ mình bắt đầu tiến hành lắp ráp cái máy. Các bạn để ý như mình có một cái nắp trắng như vậy nè, chúng ta sẽ gắn vào bên trong đây trước đó. Ok, rất đơn giản. Các bạn để ý nha, trong cái nắp này nó sẽ có hai cái rãnh nhỏ hai bên. Giờ các bạn để ý là lắp đúng vô cái rãnh, sau đó lắc nhẹ cái cho nó dính chặt lại là ok rồi. Thường nhiều người ta ráp xong, sau khi mà bỏ vào hồ cá không rút được nước, đơn giản là do cái phần này người ta lắp đã không vào rãnh và nó bị hở, khiến cho cái máy của mình nó không kín hơi, nước không rút lên được. Đó, vậy là xong. Lắp vô rãnh, lắp nhẹ cái cho nó dính thật là chặt. Ok, sau khi lắp cái nhựa vào trong cái motor máy xong, các bạn xem giùm mình ba cái ống ở bên trong cái hộp. Thì trong ba cái ống này nó sẽ có một cái ống bự nhất. Thì cái ống bự nhất này chúng ta sẽ lắp ráp vào bên trong cái nắp nhựa lúc nãy chúng ta mới gắn vào. Nó rất là dễ khích, đặt vô cái tiếp tục lắc nhẹ cái là dính chặt luôn. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một nửa bước. Tùy theo hồ cá của mình cao như thế nào, chúng ta sẽ sử dụng những cái ống thích hợp để chúng ta lắp ráp vào. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn lắp ráp một cái ống nhựa ngắn thôi nha. Ok, tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ gắn những cái ống nối vào trong cái motor này. Trước khi gắn cái ống nối vào á, các bạn phải mở cái này ra trước. Chúng ta sẽ lấy cái ron ở bên trong đây,
gắn vào một trong cái ống nối mà chúng ta sắp gắn. Ở đây thì mình sử dụng cái ống nối nhỏ. Đó. Sau khi gắn xong á, ta bắt đầu lắp này vô lại. Ok, vậy là xong. Sau khi lắp xong á, mà các bạn cảm thấy là nó ngắn quá, không có được như mong muốn của mình, thì chúng ta không được kéo như vậy mà kéo ra nha, nó sẽ bị hỏng. Lúc này tiếp tục chúng ta lại mở cái nắp này ra tiếp. Ok, và kéo cái này xịt lên trên. Chúng ta phải làm đúng thao tác nha, tại nhiều khi mình cố gắng làm á, nó sẽ bị gãy hoặc bị hỏng cái thiết bị của mình. Đó, và chúng ta tiếp tục lắp lại. Thì lúc này nó đã dài ra hơn rồi. Tương tự cái dài này chúng ta cũng sẽ làm thao tác giống y chang vậy, không có gì khác hết. Ok, sau khi chúng ta lắp ráp ống nối lại với nhau, các bạn để ý thấy chúng ta sẽ có hai cái vật này, một cái là trụ tròn, một cái là cái dẹp. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng loại này. Cái này, cái dẹp này, chức năng của nó là để gắn vào trong cái ống nối lúc nãy chúng ta mới vừa nối vào. Và mục đích sử dụng của nó là dùng để cạo rêu trên thành hồ. Cạo rêu trên thành hồ. Ở dưới đây có miếng cao su đen nè, dùng để cạo. Nói chung mình đã sử dụng qua rồi, nó cũng tương đối hiệu quả thôi, chứ không hiệu quả bằng cái dụng cụ cạo rêu chuyên dụng. Còn với cái trụ tròn này, chúng ta gắn vào cái ống nối, mục đích của nó là dùng để vệ sinh ở phía dưới bể cá của mình, nhất là những cái hồ cá mà có chảy lớp sỏi hoặc lớp cát. Các bạn để ý thấy không, nó có cái miếng ngăn cho cát và đá bị hút lên nè, khoảng cách cũng khá cao. Nhờ vậy mà nó sẽ hút những đồ dơ đi ra khỏi cái hồ cá mà vẫn giữ nguyên được lớp cát và lớp đá bên trong cho cái hồ cá của mình. Sau khi chúng ta gắn hết tất cả phụ kiện xong, chúng ta sẽ để ý thấy có một cái ống nhựa như vậy. Thì cái mục đích của ống nhựa này chúng ta sử dụng gắn vào bên trong đây. Khi chúng ta bật công tắc hút nước, nước sẽ theo ống này đi ra khỏi bể cá của mình. Nước sẽ đi theo ống ra khỏi bể cá. Đối với các bạn nào mà muốn sử dụng lại nguồn nước cá mà chỉ muốn lọc đồ dơ, thì bên nhà sản xuất người ta có thiết bị này. Các bạn tháo cái ống trắng nhỏ ngay đây giúp mình nha. Sau khi tháo ống trắng nhỏ đó xong, chúng ta gắn thiết bị này vô. Thì mục đích của nó là lọc nước trong hồ cá, nhưng mà giữ nước lại, chỉ lấy cái đồ dơ. Lúc này những cái đồ dơ nó sẽ ở trong cái này hết nè, và nước nó chảy từ trong cái bông này ra hết. Vậy là chúng ta có thể hút được chất dơ trong hồ cá nhưng vẫn giữ lại nước của hồ cá. Cái này khá là tiện dụng nha. Ok, như lúc nãy mình có nói với các bạn là cái máy này á, nó vừa sử dụng pin và sử dụng điện. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào test thử cho các bạn. Vì ở đây không có bể cá nên mình sẽ rút ngắn cái máy lại để cho nó rút nước dễ dàng. Điện tương đối còn cao quá. Yêu cầu để sử dụng được cái này á, các bạn để ý giùm mình nha. Ở đây nó có một cái vạch nhỏ của nhà sản xuất. Người ta yêu cầu rằng á, cái máy này nó phải ngâm tới cái vạch này. Có nghĩa là làm sao để cho cái motor của cái máy này nè, nó ngập ở trong nước thì nó mới rút nước được. Còn nếu mà cái motor này nó cao hơn mặt nước thì tất nhiên là nước nó sẽ không ra nha các bạn. Ok,
ở đây mình không có pin nên mình sẽ dùng nguồn điện để sử dụng. Các bạn để ý cho mình nha, cắm vào đây bật công tắc, chỉ cần thấy cái máy nó kêu rè 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 có nghĩa là máy hoạt động. Ok, ở đây mình không có xung cao nên mình sử dụng cái xung ngắn, mà sử dụng xung ngắn thì buộc phải tháo bớt cái ống nối ra để làm sao cho cái máy của mình có thể ngập được ở trong nước. Ở đây mình sẽ sử dụng cái ống này để đẩy nước ra cho các bạn xem. Ok, hơi khó khăn tí thì máy nó không ngập trong nước được, nhưng mà hy vọng nó sẽ được. Ok, các bạn thấy không, nước nó chảy ra nè. Các bạn để ý nha, ở đây mình chưa ngập hết cái máy motor trong nước nhưng nước vẫn đẩy ra được, chứng tỏ là cái máy này nó lọc rất là mạnh, nguồn nước đẩy ra cũng khá là mạnh nữa, nên việc vệ sinh nó sẽ rất là dễ dàng. Sau khi nó có một cái lực hút rồi á, các bạn có thể để cái motor cao trên mặt nước một tí cũng được, không sao hết, bởi vì lúc này cái nước nó đã kín hết rồi, không cần phải ngập như lúc ban đầu á, nói chung là vậy. Ok, vậy là xong rồi. Đối với các bạn mà chơi thủy sinh á, nên có một cái máy như vậy nó rất là thuận lợi cho mình trong cái việc mà vệ sinh hồ cá, nhất là những cái cặn dơ ở dưới lớp đáy, xài rất là tốt. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người xem video của mình nha.